Thưa quý vị, để Đỗ Thị giới thiệu với quý vị một người xuất hiện trong chương trình hôm nay là với tư cách là khách mời, đó là ca sĩ Phương Thanh. Lần này thì một chương trình rất đặc biệt phát sóng trong những ngày đầu năm mới, thì chính vì vậy cho nên Đỗ Thị rất là vui khi mà chương trình mời được chị, bởi vì chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ dành cho một cái đôi vợ chồng là nhân vật của chương trình của chúng ta, là những người đã từng sống trong trung tâm giáo dục lao động, mà Phương Thanh thì là chị đã từng có nhiều lần là phục vụ cho những cái trung tâm như vậy, đúng không chị? Kỷ niệm nhiều lắm ha. Cách đây trên 5 năm có chương trình ba giảng của chú Nguyễn Thành Tài của Ủy ban Nhân dân phố, thì Phương Thanh có đi tham gia trên này với các anh chị em phục vụ văn nghệ ở các trung tâm cai nghiện. Dạ. Chắc là cũng nhiều lần chị đến đây rồi. Cũng 2-3 lần. Có lẽ là chúng ta sẽ nghe một vài cái con số, một cái thông tin về trung tâm, tức là khoảng hơn 30 năm rồi thì trung tâm của Phú Văn đã tiếp nhận và giáo dục lao động cho hơn 65.000 đối tượng, và trong đó thì có 500 đối tượng là được giải quyết, những cái hộ mà trong diện kinh tế mới thì được giải quyết tái định cư, và nhân vật của chúng ta thì cũng nằm trong số 500 hộ đó. Dạ. Bây giờ mình sẽ rời khỏi cái nơi làm việc của các bạn học viên ở Phú Văn, mình đi qua nhà của nhân vật. Ha, đây chị. Cô Mina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Với 100% bạc hà tự nhiên. Xin gum Dopamine cho hơi thở thơm tho một cách tự nhiên để bạn tự tin hơn. Dopamine mang mọi người đến gần nhau hơn. Chào chị Loan đúng không ạ? Dạ. Em giới thiệu với chị là chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước bữa nay đến thăm nhà mình. Đây là chắc chị biết rồi ha. Dạ. Dạ, chị ca sĩ Phương Thanh này đến đây thăm mình. Dạ. Anh đâu chị? Anh có nhà không? Dạ, anh làm có điều ở nhà. À, vậy hả? Dạ. Còn chị là làm hạt điều. Dạ, em làm hạt điều. Nên một ngày chị làm được bao nhiêu ký không? 5 ngày làm được 10 ký. Chị Thanh có thấy người ta làm hạt điều bao giờ chưa? Lần đầu tiên đây. Nhưng mà có bao loại nhiều á chị? Nhiều loại khác nhau. Dạ, loại đôi thì để riêng, còn loại tư thì để riêng, còn loại sâu thì để riêng. Cái này bỏ. Loại này là phải thải nhưng mà phải cân đủ 10 kg luôn. 10 kg thì là còn lại 9,5 kg. Chị, 1 kg là mình làm được bao nhiêu tiền? Thì 1 kg thì được 3.000. Công 3.000. Mà làm đều không chị? Có thường xuyên có cái này có chứ không? nhiều thường mình giao xong rồi mình cứ dịch lãnh về, nhiều khi 1-2 ngày đều nó mới có mình lãnh nữa, có thể là 1 tháng có khi 2 ngày nó ra không kịp á. Thì mình không có điều mình lãnh thôi. Lần tháng chị được nhiều ký, chị tháng chị nếu mà làm nhanh tay á thì có thể 1 tháng được 100 ký, được 300 ngàn. Được 300 ngàn. Thì chị có làm thêm nghề gì khác kiếm sống không? Lúc trước không có làm cái này thì mình còn khỏe mạnh á, thì đi làm hồ sống, ai thuê gì làm cỏ lúa thì mình làm. Làm hái cà phê thì mình hái, mùa nào mình làm mùa đó vậy thôi. Rồi anh chị gặp nhau là ở trong Phú Văn. Dạ, tại trong tụi em biết đến nhờ. Dạ. Cũng là nghe câu chuyện của anh chị. Dạ. Rất là ngưỡng mộ cái chuyện đó cho nên. Dạ. là từ Phú Văn mà đào tạo chúng em ra đây. Dạ. Cấp nhà cho tụi em ở. Cái nhà này đất là của nhà nước cho đó. Nhà nước cho cấp đất. Chú trước khi mà 62 ra hộ mà ở sở lên á. Dạ. Có dự để á thì chú tư giám đốc có lên như cái kiểu mà lên phiên mình động viên. Động viên là con á, khi cấp đất cho các con ra hộ tìm hiểu với nhau nên ở mà để xây dựng. Quay lại cuộc sống. Chị yêu anh gì, cái tính gì? Thương ảnh là cái tánh lúc đầu mình nó ngay mình lợi dụng thôi. Lợi dụng để ra hộ để mình trốn không ở đó. Tức là có mình ra về đời mình bay nhảy nữa. Dạ. Nhưng mà mình suy nghĩ khi mình sống với chồng mình. Dạ. Thấy có vẻ là ảnh cũng lo làm ăn, mình kêu là đi, người ta kêu làm thuê làm mướn thì ảnh vẫn có đi làm đó, ảnh cũng vẫn hay, chồng vẫn đi vẫn nghe đó, thành ra chỗ đó ảnh cũng lo làm ăn, hai vợ chồng cũng lo. Thì bệnh hoạn là tay ảnh lo làm thuê làm mướn nuôi mình. Lúc đó mình cũng đâu có cha có mẹ. Lúc đó hai anh chị coi như về sống với nhau là có cưới không? Dạ không, ở tập thể đưa ra mà. Nhà nước đào tạo ra.
cho lấy nhau ở trong đó, lấy ra đám cưới trong đó. Dạ. Là lúc đó bao nhiêu tuổi chị nhớ không? Dạ không có nhớ. Lúc đó cũng khoảng ba mấy chứ nhiêu. Năm nay là năm nay là 51 rồi. Tuổi tức. Rồi bây giờ trong nhà mình là có chị thì làm cái này, ảnh thì cũng đi làm thuê làm mướn làm cỏ rồi đó. Rồi mình có nuôi heo nuôi bò gì thêm không chị? Có, đợt mà mới ra đó làm đi làm thuê làm mướn nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm. Phải nói là nuôi heo nái bị thất bại. Bị dịch á, bị chết. Đó. Thành ra là mình cũng đang bệnh hoạn nữa. Thành ra không có gì mà chị bị bệnh gì? Bệnh thận từ ở trong trường đi ra đó. Bị nặng lắm. Bây giờ vẫn còn uống thuốc thuốc nam. Nhưng mà vất vả như vậy là cũng làm đủ thứ nghề kiếm sống hả chị? Anh phải làm chứ. Mình phải làm. Đó. Chị có để dành được gì không? Dạ không. Đó thì mình chắc lĩ lúc mình vợ chồng mình còn sống giá. Đi làm chắc kêu mua được mấy cái đó để mà vợ chồng già hủ hỉ coi tin tức rồi thôi. Chứ ngoài ra không mua được gì. Mình có vay được nhà nước 15 triệu mua cặp bò để mà cố gắng để mà chăn nuôi, để gầy dựng kiếm thêm. Bò có sanh được lứa nào? Dạ mới sanh đưa tới lứa đó. Mình mua con bò cái thôi, mới sanh được lứa, giờ đang có bầu nữa đó. Con bò của chị hả? Bò đó là bò mẹ đó, mới mua về đâu được khoảng chừng 6-7 tháng là nó đẻ. Nãy đi em chúc chị kỳ này bò sinh đôi hai con nữa. Em cũng đẻ được con bò con. Tình cảm. Ảnh cũng lo làm ăn, mình kêu là đi, người ta kêu làm thuê làm mướn thì ảnh vẫn có đi làm đó. Ảnh cũng vẫn hay, chồng vẫn đi vẫn nghe đó. Thành ra chỗ đó ảnh cũng lo làm ăn, hai vợ chồng cũng lo. Thì bệnh hoạn là tay ảnh lo làm thuê làm mướn nuôi mình. Lúc đó mình cũng đâu có cha có mẹ. Lúc đó hai anh chị coi như về sống với nhau là có cưới không? Dạ không, ở tập thể đưa ra mà. Nhà nước đào tạo ra cho lấy nhau ở trong đó, lấy ra đám cưới trong đó. Là lúc đó bao nhiêu tuổi chị nhớ không? Dạ không có nhớ. Lúc đó cũng khoảng ba mấy chứ nhiêu. Năm nay là 51 rồi. Tuổi tức. Rồi bây giờ trong nhà mình là có chị thì làm cái này. Ảnh thì cũng đi làm thuê làm mướn làm cỏ rồi đó. Rồi mình có nuôi heo nuôi bò gì thêm không chị? Có, đợt mà mới ra đó làm đi làm thuê làm mướn nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm. Phải nói là nuôi heo nái bị thất bại. Bị dịch á, bị chết. Đó. Thành ra là mình cũng đang bệnh hoạn nữa. Thành ra không có gì mà chị bị bệnh gì? Bệnh thận từ ở trong trường đi ra đó. Bị nặng lắm. Bây giờ vẫn còn uống thuốc thuốc nam. Nhưng mà vất vả như vậy là cũng làm đủ thứ nghề kiếm sống hả chị? Phải làm chứ. Mình phải làm. Đó. Chị có để dành được gì không? Dạ không. Đó thì mình chắc lĩ lúc mình vợ chồng mình còn sống giá. Đi làm chắc kêu mua được mấy cái đó để mà vợ chồng già hủ hỉ coi tin tức rồi thôi. Chứ ngoài ra không mua được gì. Mình có vay được nhà nước 15 triệu mua cặp bò để mà cố gắng để mà chăn nuôi, để gầy dựng kiếm thêm. Bò có sanh được lứa nào? Dạ mới sanh đưa tới lứa đó. Mình mua con bò cái thôi, mới sanh được lứa, giờ đang có bầu nữa đó. Con bò của chị hả? Bò đó là bò mẹ đó, mới mua về đâu được khoảng chừng 6-7 tháng là nó đẻ. Nãy đi em chúc chị kỳ này bò sinh đôi hai con nữa. Em cũng có đẻ được con bò con kia. Dạ. Bây giờ nó đang có bầu 2 tháng đúng. Ôi. Chị hạnh phúc không? Dạ. Chồng biết lo vậy là cũng quá hạnh phúc rồi. Đi. Vô khoe cái tivi mà hai vợ chồng chắc chiêu nè. Bây giờ mình vô mình coi coi chị giành giúp được gì ha. Dạ. Nha. Dẫn tụi em đi với con cái nhà luôn ha. Mời chị vô. Đi. Đâu tivi đâu? Đây tivi đây. Đây. Mua nào? Cái này là em làm hồi năm. Cái này có phải tiền làm điều không? Dạ không, tiền này là tiền đi làm thuê làm mướn mua trả góp. Một tuần mình góp 200 ngàn. Bây giờ dạ, xong hết rồi. Xong hết rồi. Dạ, xong hết rồi. Nhà chị là đặc biệt là có thêm cái tủ lạnh nữa. Tủ lạnh em cũng mua góp luôn. Dạ. Mình góp cái này xong rồi mình mua góp cái này. À. À, mình cũng trả luôn. Cứ một tuần lễ thì người ta vô lấy 100 ngàn. Chị làm thuê là mướn không mà. Thì em góp đây cũng hình như được 6 tháng mấy, 7 tháng là hết. Bao nhiêu lâu nữa? Xong chưa? Này xong hết luôn. Xong hết luôn. Đấy, mua cái tủ thì tủ này cái đây. Này hồi đó em mua có 200 mấy thì trả tiền mặt.
để mình có để đựng những quần áo hay là những giấy tờ mà mình cần thiết. Nhà cửa như vậy thì mình đâu có dám để ngoài, rồi mình đi làm giỏi yên tâm. Thôi mướn không rồi. Mà mua được đủ thứ ha. Rồi đây nữa nè, em mua được cái bếp ga góp nữa cho bộ. À, cái bếp ga nữa nè, đây cũng mua góp luôn. Một cái này một tuần góp 50 50 ngàn. Khi mà có mùa điều á, mùa điều mình đi làm một ngày mình, ví dụ một ngày một mình lượm mướn người ta 1 ký thì 1 ngàn. Một ngày mình lượm 50 ký thì được 50 ngàn. Cái nhà này cắt cho mình nó hồi 90 lận. Mình có giảm giá hay gì chưa? Cái nhà có chứ. Nhà này là mình đi làm, mình có tiền, mình mua cây gián, mình cứ đắp vô hoài thế chứ. Cũng có. Mình đắp vô rồi mình mua xi măng, rồi mình tráng nền, cũng tiền vợ chồng mình làm ra. Sửa này mấy lần rồi chị? Cái này là em sửa đây cũng là 4-5 lần rồi. Mà nhà. Sao mà không để dành xây cái nhà mới ở chứ? Không có tiền. Gián cũ mình ta bán rẻ. Đắp lên. Ví dụ người ta xây nhà người ta có gián, người ta bỏ gián này. Mình mua đẻ về chị em thấy khổ, người ta để nới cho mình vô, mình đắp vô. Chứ nếu mà cũng muốn xây một cái nhà lắm nhưng mà mình không có điều kiện. Khi mà chị nói điều này chị xúc động là em hiểu là chị cố gắng chị nhiều lắm chị, từng chút một. Chị phải vui là chị có một cái hạnh phúc, nói trong một cái sự rất là gian nan mà tới giờ này chị có được những cái này á. Là tự gì em cũng có cho mấy chị nghe. Tự gì cũng là ông giám đốc chú Tư Thanh đó, đào tạo tụi em. Mình phải làm sao để khi một ngày đây chú lợi, chú tâm mình, chú phải có cái hành gì. Như cái kiểu bây giờ đào tạo con cháu nó như vậy, chú rất mừng. Thành ra mình phải như thế nào, mình cố gắng như thế nào để cho chú sau này chú, bây giờ chú về hưu rồi, mai mốt chú cũng phải ghé thăm. Không có khóc. Còn bây giờ dạ. Thì đi gặp mà anh. Coi anh đang làm gì còn sao ha. Dạ. Đi. Chị, cái này là tới mùa là tự động thôi, đâu có đi làm thuê ở nhà mà lo lượm điều của mình thôi chứ. Tới mùa thì mình cũng đi lượm, ví dụ mình đi làm mướn về thì sáng sớm mình tranh thủ mình lượm điều nhà, lượm điều nhà rồi bắt đầu mình đi ăn đây hả chị? Dạ, đã em đó. Dạ, làm được không đó chị? Đó, quay tự nhiên đánh. Anh đi làm cỏ hả? Anh đi làm thuê trong xóm mình hả? Hồi đó không đi đào giếng thì coi như người ta muốn gì làm đấy. À, còn mùa này thì chị là anh làm gì? Mấy mùa lúc này không có, người ta không muốn làm, hai chồng ở nhà phụ cạo điệu nhau thôi. Trời, đâu có dễ đâu. Nặng lắm phải không? Hả? Không, tại mình có một mình kéo nổi với hai người kéo tốt. Đâu đâu vậy hả? Đây thử ví dụ mà chị kéo đây không chị. Hai người yêu nhau kéo tốt. Càng kia ta mới làm hai cái cây hai bên vậy để mình hay nè. Như là chứ nói về tình yêu là đây là một cặp cũng là duyên nợ cũng kinh khủng. Lên đi chị, anh lên lấy cho em coi nước. Nước trong không? Dạ trong. Trong lắm á, giếng đá trong lắm. Chị ơi, sao không xây cái tường lên cho cái giếng nó bớt nguy hiểm? Đó xây rồi đó. Xây nhiêu đó thôi hả? Giờ gạch mắc tiền chưa có. Thế có mình cũng xây cho nó đàng hoàng, nắp rồi đậy. Rồi, xách nước lên. Phải thả xuống anh. Nước trong. Nước trong. Cái này em múc ra đây được không? Dạ được. Trong nhà chị có hai chồng rồi, có khi nào thấy buồn không? Quen rồi mát. Nói tính kiếm sinh mấy đứa nhỏ nuôi người ta cũng đổ cho rồi. Tại sao? Tính sinh mấy đứa nít nuôi. Con nghèo quá sao dám sinh? Người ta nói cho. Muốn hả? Muốn nuôi con nuôi hả? Ừ. Rồi bây giờ ngồi đây đi. Nói chuyện với nhau một chút. Hồi nãy thiệt sự là tụi em cuối cùng tóm lại sau câu chuyện là rất thắc mắc là không biết giờ là yêu nhau dữ lắm chưa, chứ hồi đó là không yêu chị á. Thì mình nó thẳng lúc đó mình mới ra thì mình cứ nghĩ là làm sao để mình về đời thay đổi mình không cuộc sống có, đó đúng không? Mình cũng chưa nghĩ là lập trường nữa. Khi mà về đây mình làm ăn rồi, mình bệnh hoạn rồi, ảnh lo săn sóc mình, đâm ra có cái tình cảm mình không nỡ đi bỏ ảnh thì mình phải bám víu ở mà làm ăn. Đừng khóc.
Rồi. Anh thấy chị vợ của anh là anh thương chị nhất ở cái điểm nào? Hồi đó đúng. Chị đẹp, hồi đó chị đẹp. Đúng không? Không phải là đẹp nhưng mà rồi, gì nữa? Vợ chồng ở trong đường ra cũng có chút tình cảm mà. Lúc đó coi như ở thượng cho tài hiểu á. Dạ. Mình quen nhau. Sau thì lâu ngày người ta mới cho mình đã hộ. Nếu mà mình nghĩ là ảnh không thương mình thì ảnh đã bỏ mình lâu rồi. Đàn ông mà phải kiếm một người phụ nữ phải có con để nói dòng nói dõi. Nhưng mà ngược lại thì ảnh có cái tình cảm quá thương mình. Nó thành ra ảnh mới ở với mình. Chứ đôi khi mình cũng suy nghĩ mình nói thôi, bây giờ tôi sống sao kệ nó. Để nhà tôi ở, anh cứ việc về lập gia đình. Ông nói không được, anh không chịu. Chứ mình không thể bắt buộc người ta được. Tự nhiên mình không còn khả năng. Nhưng mà sao chị cũng là rất là dũng cảm. Chị mới hy sinh nhiều lắm, chị nói cái điều đó ra. Chứ người phụ nữ nào cũng có cái sự ích kỷ. Không có muốn mất đi người thân của mình. Nếu phần em nghĩ vậy nè. Nếu ảnh thương mình thật sự, mình kêu ảnh đi là ảnh không giờ ảnh đi. Còn người mà không thương thật sự, mình không kêu người ta cũng dẫn đi. Thì mình lòng thành thật, mình lúc nào mình cũng chấp nhận cho chồng mình đi lấy vợ khác. Thì mình mang cái chứng bệnh này đi. Nhưng mà ảnh không chịu đi chứ. Bám víu ở với mình. Cái sợ mình ở đây không. Khổ một mình vậy đó. Theo em nghĩ cái này giống như là không ai lo chăm sóc mình, tự mình bệnh. Cái duyên nợ với nhau. Gia đình là bà con chồng xóm cũng có đến rồi, những vị lãnh đạo của địa phương và một số vị khách quý đã đến tham dự chương trình hôm nay để chúc mừng cho gia đình. Chắc là mời mọi người cũng là vừa dùng bánh tét đi hả, rồi vừa chia sẻ niềm vui với gia đình ha. Dạ. Giới thiệu với gia đình ngày hôm nay có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước đến tham dự chương trình, xin giới thiệu anh Lê Văn Quang. Dạ. Dạ. Rồi còn một người nữa ạ. Bây giờ là giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh Bình Phước, ông anh Phan Minh Hoàng cũng đã đến tham dự chương trình ạ. Và ngoài ra nữa là nhà tài trợ công ty Thép Pomina thì đại diện là anh Phạm Phú Châu, trưởng phòng quan hệ khách hàng. Rồi chúng tôi có được đón tiếp của đơn vị mà đồng thực hiện chương trình này, đó là công ty Đông Tây, là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng đã đến tham dự chương trình hôm nay. Dạ. Sau đây em xin được mời ông Lê Văn Quang sẽ trao quyết định này cho gia đình. Xin được mời ông Lê Văn Quang. Như vậy là những ngày Tết cổ truyền của dân tộc năm nay, anh chị lại có một cái căn nhà, đúng là căn nhà mơ ước của anh chị, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự tài trợ của công ty thép Pomina trao tặng. Thay mặt cho lãnh đạo huyện xin trao tặng quyết định sở hữu nhà của anh chị. Chúc anh chị một năm mới sức khỏe, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc và sẽ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Dạ, chị có muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không? Khi mà chúng tôi được xây dựng ở nông trại Phú Văn này thì các lãnh đạo tôi có dìu dắt tôi lên. Không sao. Rồi. Dìu dắt tôi lên để mà hướng dẫn cho tôi trở thành con người tốt. Thì cái đó tôi không phụ ơn của cấp lãnh đạo ở đây. Tôi cũng quyết tâm làm những gì để cho cấp lãnh đạo sẽ vui vẻ. Và tôi cũng cầu chúc cho các cấp lãnh đạo được dạo dào sức khỏe. Như ý. Dạ, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu như mà bây giờ mình không xây nhà thì khi nào mình sẽ xây nhỉ? Anh chị nghĩ là khi nào mình ví dụ anh thấy làm ăn chí thú như vậy thì nếu mà học được 10 năm sau thì chắc không khỏi là không bao giờ xây nổi. 10 năm không kịp hả? Dạ thưa, không xây nổi. Tự ở đây là chỉ làm cuộc sống ăn thì được. Dạ. Nếu mà về nói xây nhà thì không được rồi. Sức khỏe của chúng tôi bây giờ nó cũng quá lớn tuổi yếu rồi. Còn bây giờ mình làm những cái việc gì, chẳng hạn lục vỏ điều thì có thể làm được, thì không được bao nhiêu tiền. Còn đi làm hồ bây giờ là đã 50 mấy tuổi, người ta không mướn nữa. Thành ra bây giờ mất ước mơ nhà lắm, nhưng mà không dám bước tới. Dạ. Thì nghĩ rằng mình không thể nào có được cái căn nhà ngày hôm nay. Thì nhờ cấp lãnh đạo và đoàn đại trợ để giúp đỡ cho vợ chồng chúng tôi. Rất cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi bây giờ nè, sẽ có một cái món quà đầu năm mới luôn, rất là mang nhiều may mắn sẽ tặng cho gia đình mình. Đó là một món quà của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Phước. Xin được mời giám đốc đài ông Phan Minh Hoàng tặng món quà này. Cảm ơn.
chúc anh chị năm mới đón mùa xuân ý nghĩa trong bên cái căn nhà mới của mình. Cháu cũng chúc chú mùa xuân năm mới gặp nhiều tốt đẹp, vạn sự như ý. Rồi, xin được cảm ơn. Bây giờ thì chủ nhà sẽ mời khách để đi vô tham quan nhà mới trong năm mới luôn. Dạ. Chị mời mọi người đi. Xin tôi là chủ hộ, xin mời các chú, các bác và các cấp lãnh đạo và các chị sẽ vô nhà mới và tham quan. Rồi, xin mời mọi người ạ. Chúng tôi. Dạ, đi. Ôi, đẹp quá. Một cái bàn thờ rất là sung túc. Năm nay khác mọi năm không? Dạ hơn nhiều chứ. Nhiều. Rồi đi khoan, bây giờ về đi, trước khi đi xem, bây giờ có hai người tặng quà trước. Bây giờ thì em xin giới thiệu với chị công ty Ba Huân sẽ tặng quà. Dạ. Hôm nay nhân dịp năm mới đến và đồng thời ngày mà anh chị nhận được cái ngôi nhà mơ ước đó, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân xin gửi hai phần quà và gửi anh chị số tiền là 3 triệu đồng. Chúc anh chị năm nay được vạn sự như ý. Như lì xì đầu năm đó. Phát tài cũng tập. Em cũng xin cảm ơn của lòng thành kính của chú. Rồi, công ty Thành Tài tặng quà nữa. Hôm nay cũng là ngày Tết. Mừng cho anh chị có được ngôi nhà mới. Thì công ty Thành Tài của em có số tiền lì xì đầu năm anh chị. Chúc anh chị năm mới này hạnh phúc, sức khỏe và gặt hái được nhiều may mắn. Rồi, em cũng rất là thành thật cảm ơn chị. Bây giờ hai công ty nữa sẽ tặng quà, đầu tiên là công ty Family Group. Em chào anh chị. Dạ em là chị cho biết công ty Bếp Ga Family Group. Thì hôm nay cũng là mùng 3 Tết, nhân dịp là năm mới, với lại anh chị cũng nhận được nhà mơ ước. Thì em cũng thay mặt cho công ty thì gửi cho anh chị món quà làm cái TV với lại cái bộ bếp mini để thí dụ mình ăn hỏi gì đó. Một cái là em gửi cho chị một cái số vốn nhỏ nhỏ thì em mong rằng là có thể giúp được cho chị là có thể là sẻ chia một phần nào cái khó khăn gia đình mình trong năm mới. Dạ em chúc anh chị năm mới là thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ em cảm ơn. Rồi, xin được cảm ơn công ty. Một công ty nữa đó là công ty Bút Bi Bến Nghé sẽ tặng quà. Chào anh chị. Chào. Chúc mừng anh chị đón xuân vui Tết đối với cái căn nhà mới. Thì tôi đến từ công ty Bút Bi Bến Nghé có một phần quà và một ít tiền nữa lì xì để gia đình vui Tết. Thì chúc anh chị một năm mới vui vẻ, đầy sức khỏe. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn công ty. Cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều. Còn nhà tài trợ hôm nay có cái cảm nghĩ gì? Một căn nhà rất đặc biệt, những nhân vật rất đặc biệt. Chúng tôi thì rất hạnh phúc được đến thăm anh chị trong những ngày đầu xuân. Thì những năm tháng trung chuyên của anh chị thì từ giờ phút này đã trôi qua. Chúng tôi mong rằng trong cái mái ấm này, và phải nói là cái mái ấm nó đầy ắp tình thương này, thì anh chị sẽ tiếp tục vun đắp cho những cái niềm ước mơ nó sẽ trở thành hiện thực. Năm mới cũng kính chúc anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống. Xin được cảm ơn rất nhiều. Một thành viên mới tham gia chương trình ngày hôm nay đó là một bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, cũng tự giác, tự nguyện gì đó rồi đi theo đoàn đến để chúc mừng cho gia đình chị ngày hôm nay. Anh Huy, đây là bạn anh Huy. Cảm ơn. Dạ, năm nay thì cũng là mùng 3 đầu năm đầu tháng, thì con đại diện cho giới trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh, con cũng xin chúc các cô chú có được một mùa xuân thật là vui vẻ và làm phát tài. Và nhân đây thì con cũng vừa mới đạt được giải bạc của chương trình video clip của bạn do HTVC tổ chức, thì con cũng xin dành cái phần quà của mình để gửi cho các cô chú. Và nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà con hy vọng là nó sẽ giúp cô chú trang trải được phần nào trong cuộc sống khó khăn. Cảm ơn Huy. Cô cũng chúc con gặp nhiều may mắn và ngày hữu xuân đã đến. Chúc con phải
Học giỏi. Học giỏi và sức khỏe dồi dào và phải làm việc tốt. Dạ. Đừng dạ. có đừng có như cô chú như hồi xưa nha. Em dạ. hiểu. Cảm ơn cô. Đúng rồi, cô cũng biết nói gì cũng cảm ơn con nhiều. Rồi, như vậy là chia sẻ hết với nhau những cái tình cảm đầu năm rồi. Bây giờ còn một món quà rất đặc biệt nữa. Em mời chị, anh và tất cả mọi người ra phía trước nha. Dạ. Đi. Thưa quý vị, có một điều chúng tôi rất vui mừng, đó là những cái hiệu quả từ chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước nó đã có một cái ảnh hưởng, một cái sức lan nhất định nào đó. Và những người đã đến với chúng tôi trong quỹ Chung Một Tấm Lòng của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cùng với chúng tôi để thực hiện thêm được nhiều cái sứ mệnh mà quỹ của chúng tôi muốn làm. Và ngày hôm nay thì thông qua chương trình này cùng với sự đóng góp của cộng đồng xã hội thì chương trình ngày hôm nay Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh muốn được tặng một món quà, đó là một cái máy phát hình cho tỉnh Bình Phước. Và chúng tôi mong muốn được rằng là tất cả càng ngày càng có thêm được nhiều những vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận được với sóng truyền hình để có thể có bổ sung được thêm cái đời sống tinh thần và thông tin cho cuộc sống của chính họ. Xin được mời đại diện của chương trình sẽ tặng món quà này. Xin mời anh Lập. Dạ, xin được cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn lãnh đạo của huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Phước đã có mặt cùng với Ngôi Nhà Mơ Ước để chứng kiến giây phút thật là đẹp đẽ trong cái ngày Tết rất là vui như thế này. Và một lần nữa xin được chúc cho anh Quý và chị Loan thật hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và đón một cái Tết và một năm mới thật nhiều hạnh phúc và có nhiều những tiến bộ hơn trong cuộc sống. Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được cảm ơn anh. Xin được cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước do Ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đông Tây Pro Công ty Thép Pomina hôm nay xin được kết thúc. Trước khi tạm biệt, xin được gửi lời chúc mừng đến gia đình một lần nữa. Và điều quan trọng là hãy để ngọn lửa tình yêu và ngọn lửa của nghị lực cháy mãi trong gia đình của mình. Cái nghĩa thầy trò của vợ chồng anh Quý, chị Loan đối với vị giám đốc cũ của Trung tâm Phú Văn cũng là một phần rất lớn để anh chị có được điểm tựa vượt lên phía trước, thoát khỏi tâm tối của cuộc đời. Hôm nay là mùng 3 Tết. Ông bà ta dạy mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Ngôi Nhà Mơ Ước thật có duyên với chuyện đời của gia đình này để cùng làm bừng sáng lên cái đạo hiếu nghĩa của con người trong đối nhân xử thế và trong rèn luyện nhân cách để trưởng thành và để nên người. Câu chuyện của Ngôi Nhà Mơ Ước hôm nay đó không chỉ là câu chuyện của căn nhà mới được xây và đó cũng không chỉ là câu chuyện giúp người nghèo có được một nơi ăn chốn ở. Vượt ra khỏi cái ranh giới vốn dĩ đã giàu có tính nhân bản này, Ngôi Nhà Mơ Ước mong trao tặng thêm cho gia đình anh chị và cho khán giả thân yêu của mình một điểm tựa của niềm tin mạnh mẽ, của sự lạc quan tin yêu cuộc đời này một cách mạnh mẽ để không bao giờ chúng ta bi quan và tuyệt vọng. Cuộc đời không bằng phẳng, thậm chí luôn đầy cám dỗ và thách thức. Nhưng sự không bằng lòng, không lùi bước trước khó khăn sẽ làm chúng ta bền lòng tin tưởng mà nỗ lực vươn lên. Sẽ không bao giờ cô độc, không bao giờ bị lạc lõng trước những giá trị đẹp đẽ của sự sống và của con người. Sự tiến bộ của thời đại hôm nay luôn tiềm tàng và ẩn chứa trong đó viên ngọc sáng ngời của bản chất nhân đạo. Bản chất quý giá này là nền tảng và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho mọi sự vận động phát triển của xã hội. Hôm nay được nhìn sự sống tươi mới từ quá khứ va vấp tưởng chừng như sẽ bị lụi tàn của anh Quý và chị Loan, ta hiểu được cụ thể những ý nghĩa tích cực này. Mùa xuân đã tràn về và xôn xao trên mọi nẻo đường ta qua. Cùng Ngôi Nhà Mơ Ước, khán giả thân yêu của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng đón nhận một mùa xuân hạnh phúc, ấm áp sự sẻ chia để được bước tới năm mới 2008, những ngày tháng tới thật thành công và tràn đầy ý nghĩa. Pomina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Thép Pomina, cốt lõi của sự sống.